Tối qua 27 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh thì ban chấp hành mới nhiệm kỳ 8 2016-2018 của câu lạc bộ doanh nhân 2030 đã chính thức được ra mắt. Đây là cột mốc đánh dấu chặng đường 14 năm hình thành và vươn đến một mục tiêu khát vọng toàn cầu của con tàu 2030. Ban chấp hành câu lạc bộ doanh nhân 2030 nhiệm kỳ 8 2016-2018 gồm 7 thành viên, trong đó thuyền trưởng sẽ lèo lái con thuyền 2030 trong nhiệm kỳ này là ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gỗ An Cường. Đó là cả một nhiệm vụ khó khăn, bởi vì khi chúng ta hòa nhập thì sẽ đối diện rất nhiều thách thức. Với cương vị là tân chủ tịch của 2030 nhiệm kỳ tới thì tôi sẽ kết nối anh em câu lạc bộ với các tổ chức kinh tế nước ngoài và các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam hoặc là các doanh nhân thành đạt để chia sẻ hơn nữa thật là nhiều những kinh nghiệm để cho anh em có thể hội nhập được toàn cầu. Được thành lập từ năm 2002 với nhiệm vụ cùng nhau hỗ trợ, trao đổi kiến thức và hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đến nay, câu lạc bộ doanh nhân 2030 đã có hơn 500 hội viên, trong đó có 15 hội viên vừa được kết nạp trong nhiệm kỳ 8 lần này. Ngoài ra, câu lạc bộ 2030 nhiệm kỳ 8 còn có thêm 3 câu lạc bộ mới, gồm câu lạc bộ quốc tế, câu lạc bộ vàng và câu lạc bộ văn hóa. Khi tôi tham gia trong ban chủ tịch đó, thì tôi cũng đặt ra một số cái đề án của mình, cái dự án của mình. Cái thứ nhất là làm sao để phổ biến cái thông tin kiến thức mang tính chất phổ quát nhất của TPP và AEC đối với cộng đồng doanh nhân Việt Nam và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cái thứ hai là tôi muốn rằng là làm sao để chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của từ trong cái quản trị doanh nghiệp của những cái doanh nghiệp thành đạt kể cả trong nước và ngoài nước. Hội thảo doanh nhân trẻ khát vọng toàn cầu với sự tham gia của các diễn giả là những doanh nhân thành đạt, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước chính là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện của câu lạc bộ doanh nhân 2030 trong thời gian tới. Ban tổ chức cho biết, thông qua những buổi chia sẻ này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội để học hỏi, tiếp thu những kiến thức cần thiết và có giá trị để làm hành trang lèo lái doanh nghiệp vươn xa hơn, khẳng định được vị thế của mình trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay.